はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào bài số 8. Hôm nọ chúng ta học bài số 3 rồi, tuy nhiên chúng ta sẽ học bài số 8 trước. Bởi vì sao? Bởi vì bài số 8, cái dạng ngữ pháp chúng ta học thì nó vẫn giống như bài 1, bài 2, bài 3. Awabe desu, zarimasen. Được chưa nào? Hay. Và nó liên quan đến tính từ. Tính từ nhé. Nhưng mà trước khi vào bài thì chúng ta học một vài cái câu nhân bảng này đã. Được chưa? Bởi vì những câu nhân bảng này rất là thú vị. Chắc chắn sẽ gây được gì nhỉ? Hứng thú cho các bạn. Được chưa nào? Hay. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào những cái từ vựng. Đây là awabe desu, đúng không nào? Hay. Ok. Vậy thì chữ này sẽ là Omae. Câu đầu, Omae. 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 Omae là mày. Mày. Ờ, nhớ chưa? Mày. Được chưa? Hay, mày thế nào? Ở đây có thêm từ này. Mecha. Mecha. Chả bị mệt quá trong ăn nhiều chả. Mecha. 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 Hay. Busaiku. 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 Hay, ok. めっちゃブサイク。めっちゃブサイク。せーの。めっちゃブサイク。です。です。うん。お前はめっちゃブサイクです。お前はめっちゃブサイクです。Okay? めっちゃ、これはバイ。ブサイクはそう。いやいや。マイソーバイ。お前はめっちゃブサイクです。せーの。お前はめっちゃブサイクです。OK? めっちゃブサイク。できな。できな。俺、俺、俺、俺、俺、俺は、俺は、俺は、俺は、イケメンです。イケメンです。イケメンです。イケメンです。俺な、タオ。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 Và người ta thường dùng chữ cứng để sử dụng đấy nhá, chữ cứng. Viết chữ mềm cũng được không sao cả, nên viết chữ cứng thì sẽ dễ hiểu hơn. Thế nào? Hai. Ore wa ikemen desu. Ore wa ikemen desu. Ore wa ikemen desu. Ore wa ikemen desu. À, gì nhỉ? Tao đẹp trai đúng không? Nếu mà tao đẹp trai vãi thì nói nào. Cho vào đây, cho từ mềm chào trước ikemen này. Ore wa mecha ikemen desu. Thế mày đẹp trai vãi nói nào? お前はめっちゃイケメンです。お前はめっちゃイケメンです。いけな。いけな。あいつ。あいつ。あいつ。あいつ。あいつは面白いです。あいつな。タンドイ。タンドイ。タンドイ。タンドイ。タンドイ。タンドイ。タンドイ。あいつは。あいつは面白いです。あいつは面白いです。Còn nhớ ông Moshiro trong từ vựng là gì không? Thú vị. Thú vị đúng không? Đấy, thú vị lắm, nhưng mà tiếng Việt là thú vị cũng thỉnh thoảng cũng nói đúng không? Thú vị hay là hay, là về tính cách con người kiểu như là hài hước ấy, đúng không? Thằng đấy thú vị. Thằng đấy hay phết đấy. Đấy, tiếng Việt thì hay là hay lắm. Hay là bộ phim đó hay lắm đấy. Thì dùng từ này nhá. Ega wa sono ega wa omoshiroi desu. Đúng không? Hay nữa. Thú vị hay là hay. Được chưa nào? Rồi. Nhớ chưa? Rồi. Oh my. Ô lê, ai chữ. Ai chữ này dùng này. Ví dụ chúng ta muốn nói là bạn bè trong khi nói chuyện với nhau, muốn là con trai hay nói tụi con kia ngon quá. Thì sẽ dùng từ này ai chữ, con kia cũng ai chữ. Ai chữ dùng chung nhập cả con trai con gái nhá. Ok. Hay. Ai chữ á. Ngon là gì? Ôi xì. Ôi, đúng rồi. Ôi xì đấy. Ôi xì đấy. Ôi xì đấy. Đúng không? Ngon vãi là gì? Mecha oishi. Mecha oishi, đúng không? Nhưng mà đấy là ăn rồi thì mình nói là oishi là ngon, nhưng mà trông có vẻ ngon thì dùng từ khác. Oishiso desu. Oishiso. Oishi bỏ chữ y thì chữ so vào. Đấy. Aizu wa mecha oishiso desu. Được chưa? Oishi bỏ chữ y đi thêm chữ so. Trường âm này. So này đúng 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 đấy. So 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 ấy. Được chưa? Được chưa? あいつはめっちゃ美味しそうです。なんだ、美味しそうです。美味しそうです。だからね、ちょんがんて。じゃあ、ちょんみんにもなんみんじゅんが美味しそうですね。美味しそうですね。そうですね。じゃあ、はい。はい。
và hôm nay chúng ta sẽ học về tính từ. Tính từ nhé. Bước vào luôn này. Nội dung bài học ngày hôm nay thì có 4 phần chính như sau thế. Giới thiệu về tính từ nhá. Tính từ có tính từ Irena, cách sử dụng tính từ. Tiếp theo phần thứ 3 đó là Soste và gà đúng không? Liên từ. Cuối cùng là gì ạ? Đô, đô na và đô đê. Được chưa nào? Hay. Nghe có trong từ mới chưa? Có rồi đúng không? Chúng ta gặp từ mới trước nhá. Hay. Vậy thì chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên là gì nhỉ? Tính từ Y và tính từ Irena. Trong tiếng Nhật thì có hai loại tính từ. Được chưa? Tính từ Y và tính từ Irena. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến tính từ Y trước gì ạ? Tính từ Y này. Ok? Thì nó có đuôi tận cùng là Y, được chưa? Và người ta thì nhỉ? Ký hiệu quý ước là A, A là tính từ đúng không? Tên chữ Y đây. Ai. Được chưa nào? Hay. Và đây này, ví dụ này. Chi sai. Chi sai. Đúng không? Có chữ Y cuối cùng đúng không? Chi sai. Đấy. Tiếp theo. Oki. 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 Nhỏ đúng không? Hay là vừa thú vị hay là gì nhỉ? Omoshiroi. Đúng rồi, omoshiroi. Được chưa nào? Hay. Tiếp theo, tính từ đuôi na. Tính từ đuôi na này có đuôi tận cùng là na, được chưa? Và cũng ký hiệu là ana, được chưa nào? Ok. Hay. Nhưng mà gì nhỉ? Na thì tại sao bạn thấy nó ở trong ngoặc nào? Bây giờ sau này mình sẽ giải thích, được chưa? Có sự khác nhau một chút. Ví dụ như là handsome na, nó không có y ở đằng sau, được chưa? Shinsetsu na, tốt bụng này. Shizuka, học chưa? Rồi. Bên đi. Rồi. Bên đi có trong từ vựng đúng không? Tiếp theo, kire. Rồi. Kire na đúng không? Kire. Đây có chữ y này, nhưng mà gì nhỉ? Nó là tính từ na. Các bạn nhớ cho mình hai từ đặc biệt này. Kire, các đọc kire. Kire. Yume. Yume. Nó kết thúc bằng chữ y này nhá. Ok. Nhưng mà gì nhỉ? Nó là tính từ đôi na. Được chưa nào? Kire có hai nghĩa xinh đúng không? Hai. Yon-san wa kirei desu ne. Kirei desu ne. Được chưa? Hay là kono heya wa kirei desu ne. Thì lúc đấy sẽ là sạch sẽ. Căn phòng sạch sẽ. Được chưa nào? Yume, các đọc yume. 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 Yume là nổi tiếng được không? Còn nếu mà gì nhỉ? Yume. Yume là giấc mơ. Giấc mơ. Đúng không? Giấc mơ để trở thành người nổi tiếng. Yume. Yume, các đọc yume. 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 Trường âm hết đúng không? Trường âm, trường âm hết. Yume. Được chưa nào? Đấy. To. Khác nhau như thế này này. Đây, nhìn này. Ví dụ thì trong một câu như thế này nhá. Về tính từ đây. Y này, đúng không? Chúng ta sẽ có là Kanozo là gì biết không? Kanozo. Kanozo chưa là Kanozo là cô ấy. Cô ấy. Cô ấy sẽ. Kanozo wa kawaii desu. Kawaii. 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 Kawaii là dễ thương. Dễ thương. Ví dụ con này. Kanozo wa kawaii desu. Đúng không? Tiếp theo. Kanozo wa kawaii hito desu. Chữ này chữ hito. Hito. Hito là gì? Người. Người đúng không? Cô ấy là một người. Người thế nào? Dễ thương. Dễ thương. Bình thường cô ấy dễ thương đúng không? Nhưng mà trong câu dưới này thì nhờ tính từ này nó sẽ bổ nghĩa cho từ hito này. Được chưa nào? Đấy. Trong tiếng Anh thế đúng không nào? Vâng. Đúng không? Thế nó giống nhau mà. Cô ấy là một người dễ thương, được chưa nào? Nó sẽ đứng trước danh từ này và bổ nghĩa cho danh từ đấy, được chưa? Tương tự như thế, chuyển sang tính từ Lena này, được chưa? Kanozo wa shinsetsu desu. Shinsetsu là gì? Tốt bụng ạ. Cô ấy thân thiện, tốt bụng đúng không nào? Cô ấy tốt bụng. Thì trong trường hợp này thì chữ na này nó không xuất hiện, được chưa? Đấy, nên là chúng ta phải hiểu nó là tính từ nào. Nên là người ta chỉ cho ở trong ngoặc thôi. Trong câu nó không xuất hiện. Trong câu khẳng định như thế này. Nếu mà trong câu gì nhỉ? Nó bổ nghĩa cho danh từ thì nó sẽ xuất hiện. Được chưa? Thấy chưa? Đấy là sự khác nhau. Ok? Kanozo wa shinsetsu na hito desu. Đọc cả na. Cho đọc cả na lên. Được chưa? Ví dụ, cô ấy là một người nổi tiếng thì nói nào? Kanozo wa yume na hito desu. Yume na hito desu. Được chưa? Đấy, đấy sự khác nhau thôi. Ok? Đấy. Ok, chúng ta sang cách dùng này. Cách dùng cụ thể này. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Đi vào câu khẳng định trước. Đấy như nào? Bởi vì câu phủ định thì chúng ta phải chiêu một tí đấy. Ok? Đấy. Câu khẳng định này. Đây, có 5 câu. Mỗi người đọc một câu này. Thúy đọc câu 1 này. Yuen san wa kawaii desu. Yuen san wa kawaii desu. Đúng không? Bạn Uyên là chị Uyên rất là dễ thương, đúng không? Mạnh sáng quá, yume desu. Là gì? Dịch luôn.
Mạnh là Mạnh nổi tiếng. Anh Mạnh nổi tiếng đúng không? Anh Mạnh nổi tiếng. Tiếp theo. Kyo wa achi desu. Kyo là hôm nay nhớ chưa? Từ này trong bài 4 ấy. Kyo là hôm nay đấy. Hôm nay thì hôm nay thì nóng. Hôm nay nóng, được chưa? Hôm nay nóng. Tiếp theo. Tú. Saka wa omoshiroi desu. Saka wa omoshiroi desu. Saka là gì? Bóng đá. Bóng đá, bóng đá thú vị đúng không? Bóng đá thú vị. Bóng đá hay. Tiếp theo. Ki-san wa ikemen desu. Ki từ ki từ gọi là nhé. Ki-san wa ikemen desu. Anh Ki đẹp trai. Được chưa? Anh Ki đẹp trai. Được chưa nào? Đây, đây. Bây giờ chúng ta sẽ nhét những cái từ mà gì nhỉ? Rất hay là vãi hay là kinh vào đây. Được chưa nhỉ? Trong tiếng Việt cũng có gì nhỉ? Anh ấy rất đẹp trai, anh ấy đẹp trai vãi, đúng không? Thằng ấy đẹp trai kinh, đúng không? Đắt kinh, đúng không? Thì trong tiếng Nhật cũng có những cái từ tương tự như thế. Và chúng ta sẽ cho vào để cho câu văn trở nên hay hơn. Trong sách sẽ là gì nhỉ? Totemo. Các đọc totemo. Totemo. Totemo là gì? Rất, đúng không? Rất nè. Ví dụ câu đầu tiên này. Kanojo wa totemo kawaii desu. À gì đây? À thì một chữ y này. Ok. Bạn gái của cô ấy. Cô ấy thì rất dễ thương. Rất dễ thương. Kanojo wa totemo kawaii desu. Totemo kawaii desu. Tui-san wa totemo kawaii desu. Nyun-san wa totemo kawaii desu. Thế nào? Hay. Tu-san wa totemo ikemen desu. Trong văn nói này, trong văn nói thì từ totemo này sao sao? Totemo. Thêm chữ nhỏ trong nói. Này này, totemo. 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 Kawaii desu. Được chưa? Nói thêm nào cũng được, ok. Nói thêm nào cũng được. Nhưng mà khi mà viết thì các bạn viết chữ này. Totemo. Totemo. Ok. Hai. Tiếp theo là câu số 2 này. Chúng ta trong mấy từ trong này nhá, ba từ này thì các bạn sử dụng mấy từ này từ nào cũng được. Ok, các bạn đọc mecha mecha chô chô suge 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 suge. Cái từ suge này nó bắt nguồn từ sugoi này. Sugoi sugoi là kinh nhỉ, sugoi giỏi. Thế khi mà khen người khác hay là có cái gì đó thật là tuyệt vời khiến mình này ngạc nhiên thì mình sẽ sugoi sugoi đúng không? Thì sẽ là gì ạ? Khi mà nó sẽ biến âm thành suge 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 sugoi sugoi suge suge. Được chưa nào? Hai. Suge kawaii desu đúng không? Chô kawaii desu. Mecha kawaii desu. Từ từ nào được nhá. Ok. Và tú đọc lại là mecha mecha. Kanozo wa mecha kawaii desu. Kanozo wa mecha kawaii desu. Thế chô. Kanozo wa chô kawaii desu. Chô kawaii desu. Nhưng suge. Kanozo wa suge kawaii desu. Suge kawaii desu. Thế nào? Thế người ta sẽ sử dụng hai từ này nhiều hơn đấy. Ok. Suge thì nó bằng với sugoi ấy. Khi mà khen chỉ cần nói suge kinh. Suge. Được chưa nhỉ? Kinh thế. Đúng rồi đấy. Được chưa? Hai. Tiếp theo. Mecha. Được rồi đúng không? Chúng ta vừa luyện tập xong đúng không? Hai. Tiếp theo. Kare. Kare. Kare là anh ấy. Được chưa? Anh ấy sẽ. Kare wa chô. Vừa nãy có từ này học rồi đấy. Busai. Busai là xấu. Được chưa? Hai. Anh ấy. Xấu trai. Vãi. Được chưa? Hôm nay chúng ta có từ là ai sự thằng đấy đúng không? Hả đấy. Hãy thế đọc lại con này này. Kare wa chô busai ku desu. Chô busai ku desu. Ok. Nhưng đặt câu là gì? Anh Tú thì đẹp trai vãi. Tú san wa chô ikemen desu. Tú san wa chô ikemen desu. Tú khen lại. Chị Nhung thì Nhung san wa chô kirei desu. Chô kirei desu. Kirei là gì nhỉ? Đẹp đúng không? Xinh đẹp đúng không? Kire. Chô kire desu đúng không? Chô sao ạ? Chô kire desu. Ok nhá? Được chưa? Tiếp theo này. Vẫn còn ví dụ có thêm từ này. Samui là gì đây? Lạnh. Lạnh đúng không? Lạnh desu nè. Mecha samui desu nè. Lạnh vãi. Lạnh vãi nhỉ đúng không? Ví dụ cho này. Mecha samui desu nè. Lạnh vãi nhỉ. Vãi nhỉ, ok. Chô samui desu nè.
được chưa? Các đọc chô sáng mươi ですね chô sáng mươi ですね sau vào mùa hè rồi, nóng là gì? Achi Achi đúng không? Nóng vãi めっちゃ暑いですね。めっちゃ暑いですね。どうも、OK。で、たよ。高いなんてない。だってな、かおろん。ま、ちょっと、だって。OK。で、だっばい。超高いです。うん。え、音ね、だっばい。この車は超高いです。うん、この車は超高いです。はい。OK。で、じゃあ、さあ、おいな。học quên mất từ tốt tới mô mà toàn nhớ những cái từ này thôi. OK, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu phủ định. OK, thế nào phủ định thì cách chia phủ định đính từ đi na và đính từ đi y thì nó hơi khác nhau. Phủ định của danh từ sẽ là dạ arimasen đúng không? Thì nó bằng với lại là đính từ đi na đúng không? Rồi ví dụ như thế này, đây mình cho một cái xin xét sự được chưa? Xin xét sự là gì? Thân thiện tốt bụng. Thân thiện tốt bụng nhưng mà nó không có na đâu, mà chúng ta bỏ na đi được chưa? Từ na này thì chúng ta bỏ na đi đúng không? Xin xét thứ dạ arimasen. Đây là nếu bạn arimasen hay là nếu bạn này dạ này được hết. Được chưa? Bằng với danh từ. Bu sai cử. Xấu trai thì thế nào? Bu sai cử dạ arimasen. Là không xấu. Được chưa? Không xấu. Không xấu. Em không xấu được chưa? Tôi là bu sai cử dạ arimasen. Bắt đầu bu sai cử dạ arimasen. Bu sai cử dạ arimasen. Xin xét sự dạ arimasen. Xin xét sự dạ arimasen. OK. Nigiyaka là gì? Náo nhiệt. Náo nhiệt. Náo nhiệt đúng không? Tokyo wa nigiyaka dạ arimasen. Là gì? Không Tokyo không náo nhiệt. Không náo nhiệt. Vì gì? Khi mà mình đi đến Tokyo, ví dụ mình được bạn đưa đến gì à? Đưa đến chỗ nhà, gần nhà, và nhà thì xa ha. Tokyo thì cũng có nhiều chỗ nó không náo nhiệt, đi đến chỗ náo nhiệt không náo nhiệt thì mình Tokyo wa nigiyaka dạ arimasen. Thấy chưa nhỉ? Chỗ nhà ga bao giờ nó cũng rất là đông người nhỉ? Tuy nhiên thì cách xa nhà ga tầm khoảng 5-7 phút thôi là bắt đầu nó im lắng. Được chưa? Đấy là đặc điểm của Tokyo. Được chưa nào? Hay. Xong rồi nhá, đây là phủ định của tính từ nha, chuyển sang tính phủ định tính từ đuôi y đúng không? Đây các bạn nhìn đây, cái y thì bỏ y đi, cộng với lại kunai đúng không nào? Kunai. Bắt đầu bỏ y đi đúng không? Ví dụ oishi, bỏ y cộng với lại kunai. Oishi này. Bắt đầu kunai. Kunai. Chúng ta cùng luyện tập nhiều từ này nhá. Kunai. 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 Oishi kunai. Oishi kunai. Oishi kunai. Oishi kunai. 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 Samu kunai. Samu kunai. Samu kunai. Samu kunai. OK? Samu kunai desu. Samu kunai. Samu kunai. Đây là dạng thường, cái mà lẻ như thế này, ok. Kiểu là sáng mưa cứ này. Hôm nay không lạnh đúng không? Ôi sức này. Thì ok, không này, không ngon, không ngon. Chúng ta thêm lịch sự đằng sau sẽ là lịch sự, được chưa nhỉ? Ôi sức này です. Được chưa? Sáng mưa cứ này です. Sẽ là lịch sự, ok? Được chưa nào? Hay. Tương tự như thế, dạ arimasen cũng là lịch sự rồi, nhớ chưa? Dạ này thì không lịch sự. Xong. Ví dụ cụ thể, à đây, có một từ đặc biệt trong sách này. Có từ y là gì đây? Tốt. Tốt, tốt đúng không? Từ đúng là tốt, y. Y ですね. Tốt nhỉ đúng không? Tuy nhiên khi mà chia răng ra, phủ định thì nó là gì nhỉ? Yokunai. Yokunai. Các đọc yokunai. 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 Ano ito wa ii desu, là gì? Ano ito wa ii desu. Anh kia tốt bụng. Anh kia tốt bụng. Anh kia tốt. Rất là tốt đúng không? Anh kia rất là tốt. Anh không tốt đâu. Kiểu xấu bụng không tốt thì rất là gì nhỉ? Yokunai đấy. Đúng không? Ano ito wa yokunai desu. Được chưa? Ano ito yokunai. Bằng với, coi như bằng với là warui đấy. Warui học rồi đúng không? Xấu. Xấu. Xấu trong này là xấu bụng. Nghe chưa? Xấu bụng. Khác với lại từ vừa nãy xấu là gì nhỉ? Ngoại hình. Ngoại hình. Ngoại sai cơ. Ở đây là xấu, xấu bụng. Xấu tính ấy. Được chưa nào? Hay. Các bạn, chúng ta đi vào ví dụ cụ thể này. Đây nhỉ? この bike は高くないです。どれが？この bike は高くないです。で、これ何？
chiếc xe máy này không đắt lắm. À không đắt. Không đắt, được chưa? Chiếc xe máy này không đắt. Được chưa? Thúy, đọc câu 2. Yên sang wa shinsetsu za arimasen. Đúng rồi. Yên sang wa shinsetsu za arimasen. Được luôn. Yến thì không tốt. Bạn Yến chữ sàng này phải định là bạn Yến hay chị Yến hay này. Như nào đúng không? Bạn Yến không tốt bụng. Bạn Yến không tốt bụng đúng không? Hai. Tọ tiếp theo này. Đây là gì nhỉ? Bình thường chúng ta sẽ desuka nhỉ? Hey. Desuka là dạng gì ạ? Hỏi. Đúng không? Hai và câu trả lời sẽ là chúng ta phủ định hết được chưa? Cái này giờ đi mà xem này, thế nào? Hai người nói này. Tú Nhung với cô ba này. Tú hỏi. この本はいいですか？いいえ、良くないです。良くないです。このはぞぞよよ。良くないです。良くないです。OK。次意味はどうだ？次は。明日は寒いですか？いいえ、寒くないです。いいえ、寒くないです。明日は明日じゃ。明日。明日。あ、これは全部な。どうね、読んでないな。これは。quyển sách này tốt nhỉ?Có tốt không? Được không? Tốt này được không? Có tốt không? Không, nó không tốt. Nghe dịch thì là có tốt không? Cũng được đúng không? Sách này dịch là hay không đi? Hay ạ? Y dịch là hay cũng được. Tốt thì hay. Sách này có hay không? Hay không? Nó không phải y dịch cả. Hay không cho người này cũng được nhá. Được chưa? Bằng ngôn ngữ siêu độ được nhỉ? Vâng. OK. Còn sách này có hay không? Không. Không. Không hay. Tiếp theo Thúy. Ngày mai lạnh không? Ngày mai lạnh không? Không, không lạnh. Ngày mai không lạnh thì sao? Mùa đông không lạnh. Khuya tan. Khuya wa samuku nai desu. Đúng không? Khuya là mùa đông. Khuya là mùa đông. Mùa đông. Khuya. Giải thích nhỉ? Khuya là mùa đông. Khuya wa. Khuya wa. Samuku nai desu. Samuku nai desu. OK, mùa đông không lạnh. OK, tiếp. Thứ năm này. Nhung với Thúy này. Nhung hả? Minh san wa ikemen desu ka? Iie, ikemen za arimasen. Iie, ikemen za arimasen. Thế nào? Hai, OK. Này, bây giờ chúng ta sẽ thêm. Thêm gì? Vừa nãy thêm mệt trạng các thứ cho vào rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thêm vào giữa câu phủ định này. Trước câu phủ định này sẽ là có một từ amari. Amari trong từ vựng này, amari thì đi bên này nhớ chưa? Đi phủ định là cái gì đó không lắm, không lạnh lắm đâu. Được chưa? Không lạnh lắm, được chưa? Hay là không đẹp trai lắm, được chưa nhỉ? Hay là không hay lắm, cuốn sách này không hay lắm. Cho câu vừa nãy à, đúng không? Chúng ta sẽ làm tiếp câu 6 này, được chưa? Hay, Tú với Thúy nào, Tú hỏi nào, Thúy hỏi nào. Sono yama wa hikui desu ka? Đúng không ạ? Yama. Yama. Ya. Sono yama wa hikui. Vẫn là yama ta. Ya. 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 Sono yama wa hikui desu ka? Iie, amari hikuku nai desu. Iie, amari hikuku nai desu. Ngọn núi đó có thấp không? Không, không thấp lắm. Không thấp lắm, tên là gì nhỉ? Khá là cao ạ. Đúng không? Ai tiếp theo số 7 nhỉ? Nhung với cả Thúy nhỉ? Shigoto wa hima desu ka? Hima desu ka? Amari hima ja arimasen. Dịch câu này đi. Shigoto. Sĩ ô tô là gì nhỉ? Sĩ ô tô là công việc. Công việc. Công việc. Em phải nói nó, sĩ ô tô là công việc. Công việc có rảnh rỗi không? Không ai công việc. Không rảnh rỗi. Không rảnh rỗi lắm. Không rảnh rỗi lắm đúng không? Lắm này mấy giờ được đúng không? Tiếp theo, số 8 nè, Tú với Trí nè. Kyo wa isogashii desu ka? Iie. あまり忙しくないです。いえ、あまり忙しくないです。あまり。な、って感じ。Hôm nay có bận không? Không, không bận lắm. Đúng rồi, không bận lắm. Đúng không nào? Hey, OK. Các bạn đây nói rất là nhanh bởi vì các bạn đã về nhà học thuộc từ vựng. Thế nào, các bạn cũng cố gắng về nhà học thuộc từ vựng nhé. OK. Hey, tiếp theo. Còn hai câu cuối đây. Hey, Tú và Thúy nào. Ai hỏi kia? Tú hỏi đi. このケーキは美味しいですか？いいえ、あまり美味しくないです。ケーキ là cái bánh ngọt, được chưa? Cái bánh ngọt. ケーキ, ngọt. Đó là ケーキ. ケーキ. OK. Cái bánh ngọt này có ngon không? Ngon không?
không 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 ngon lắm không không nhung về túy nhá anata no rachi wa kirei desu ka uchi uchi à uchi là nhà uchi hay là ie được nhé anata no ie wa em nhìn lại tiếng chữ ra được chưa ai thì trả lời đi ie amari kirei de wa arimasen ừ đấy chưa đấy số điện là gì ấy de wa arimasen được chưa nào anata no uchi wa kirei desu ka hoặc là uchi wa là he ya được đúng không hay là đất nước của bạn có đẹp không đúng không hay là thành phố của bạn có đẹp không sử dụng những từ vựng như đấy và đem ra sử dụng thôi thế nào đấy. Ok chúng ta sẽ sang phần gì đây vừa nãy mình có giảng qua rồi bây giờ mình giảng lại lần nữa là gì nhỉ tính từ này nó đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đó được thế nào ở đây các bạn được cùng ôn lại cùng mình mấy cái từ vựng này nhá đầu tiên atsui 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 samui 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 kirei na kirei na kirei na kirei na shinsetsu na shinsetsu na yumei na yumei na ookii ookii chiisai 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 ookii ookii yumei yumei shinsetsu shinsetsu kirei kirei samui samui atsui atsui được chưa nào vậy thì đằng sau nó sẽ là một danh từ chẳng ví dụ đây mình sẽ đưa ra hai hai danh từ này nha kuni kuni là gì đất nước đất nước đúng không việt chúng ta ghép vào đọc nào atsui kuni des ví dụ như là Việt Nam là atsui kuni des chính là gì đất Việt Nam là đất nước nóng Việt Nam là một đất nước rất là nóng nha để cho cùng tiếng Việt nó hay được được chưa atsui kuni des đúng không Russia Russia là samui kuni des Russia nghe con cái nào Russia 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 Nga đúng không Russia được nhé Russia 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 được chưa hay là kỳ lệ na 日本は綺麗な国です国です何て言うんだろう日本版版で đẹp đúng không nhỉ hay tiếp theo chuyển sang từ sau là xin xét sự là gì tốt bụng tốt bụng đúng không ví dụ như là tu sang wa xin xét sự na hito desu đúng không khi này chúng ta sẽ phải sử dụng na đúng không hay là gì nhỉ zumori wa yumei na hito desu nhung sang wa yumei na hito desu いいんですか？はい。はい。はい。で、大きい国です。って感じですね。うん。ロシアは大きい国です。ロシア。大きいなぜ？ドーン。ドーン。ドーン。はい。ドゥさんは大きい人です。で、じゃあ、小さい国ですね。小さい人とか。はい。はい。そうですね。はい。では、じゃあ、次は、こっち、大きな、もう、パン、こんにゃく、ひよ、どうも。Vậy chúng ta sẽ đi vào ví dụ luôn đấy nhé. Hai, mỗi đọc câu là Thúy. Fuji san wa takai sama desu. Ừ, đúng không? Núi Phú Sĩ là một ngọn núi cao. Ừ, núi Phú Sĩ là một ngọn núi cao đấy chứ. Fuji san wa takai sama desu. Chà. Thế là tú. Mình san wa busai kuna hito desu. Ừ, mình san wa busai kuna hito desu. Dịch luôn. Anh Minh là một người xấu là một người rất cả xấu xấu trai đi thì cả xấu trai đi nào xấu xấu trai được chưa con gái thì sẽ là xấu gái được chưa nhu sao á u sai từ này hito desu người xấu gái hai tiếp theo kyo wa atsui hi desu kyo là hôm nay đúng không là ngày nóng hôm nay là một ngày rất nóng hi đấy ok hi là một ngày nóng được chưa nào Hatsui desu. Tiếp theo. Phải còn đấy. Thúy. Hà Nội wa Nigizaka Namachi. Machi. Hà Nội wa Nigizaka Namachi desu. Ừ. Đấy. Hà Nội wa Nigizaka Namachi desu. Là gì? Hà Nội là một thành phố náo nhiệt. Ừ, thành phố náo nhiệt. Được thế nào? Ok. Tú. Kore wa omoshiroi本です。これは面白い本です。なぜ？
đây là một cuốn sách thú vị. Đúng rồi, cô câu ấy, cô đây ạ, đây là cái gì? Đây là cuốn sách thế nào? Thú vị. Sách thú vị đúng không? Cô đây ạ, omoshiroi hon desu. Đúng không? Thế đây là một bộ phim thú vị nữa nào? これは面白い映画です。あ、これは面白い映画です。いや、ヨナ。あ、マイさんは、あ、可愛い人です。うん。あ、可愛い、可愛い。マイは、可愛い、可愛い。うん、トゥイナ。はい、さんは、綺麗な人です。うん、はい、さんは、綺麗な人です。出たよ。まずダウナ。鈴木さんは親切な人じゃありません。đúng không? Thế này thì ở đây nhá, các bạn thấy không? Ở đây lại có tính từ này, đúng không? À, tính từ đúng không? Đây phủ định này, đây là phủ định có cái gì đây? じゃありません là phủ định của tính. Đây là có tính từ đúng không? Vâng. Đấy chưa? Đây tính từ đây là phủ định tính từ, đúng không? Phủ định cho cả một cái cụm này luôn. Đấy chưa? Thì là gì đây? Đúng dịch à?Bạn Suzuki là một người không tốt bụng lắm. Không phải, chính xác nhỉ? Bạn Suzuki là một người... Ừ, anh Suzuki không phải là người Nhật. Anh Suzuki không phải là... Người tốt bụng. Người tốt bụng, không phải là tốt bụng. Không phải là... Ví dụ, Nihon Jin giả đi mà xem. Dịch chưa? Dịch theo danh từ. Dịch theo danh từ nhé. Ok, anh Suzuki không phải là một người tốt bụng. Anh là một người xấu bụng, được chưa? OK. Tiếp theo, Thúy nào? Kyoto wa shizukana machi desu. Kyoto wa shizukana machi desu. Kyoto là một thành phố yên tĩnh. Là một thành phố yên tĩnh. Này, hai. Tiếp theo. Bác sĩ wa yasashi hito desu. Tỏ ra làm sai này, nhung với cả Thúy này. Cứ giả. Yasashi hito desu. Tại vì khi mà mình ý thức được thì mình sẽ phát âm được đúng không? Yasashi. Không ý thức thì sẽ bị lỗi thế nào. Rất thật nhỉ nhé. Bác sensei wa yasashi hito desu. Vẫn là giả. Yasashi hito desu. Thầy Bác là người dễ thương, hiền lành, đúng không? Người rất là hiền, được chưa? Nhớ nhá, về luyện tập hai cái này đi, được chưa? Và khi nào mình phân biệt được rồi, mình sẽ ý thức được cái. Khi nào phải vừa ý thức vừa nói rằng, giống như là ngày trước thầy bị ngọc chữ L và N á. Khi mà mình bị ngọc thì mình không biết lúc nào mình phát âm sai cả. Mà luyện tập nhiều thì mình nghe được âm ấy rồi, sau đó mình sửa được. Mà thi thoảng vẫn có lúc thì mình phát âm sai. OK. Nhưng mà đấy là nó sẽ cái tỷ lệ xác suất mình phát âm sai thì nó sẽ ít dần đi thôi. Được chưa? OK. Yasashi hito desu ne. Tiếp theo. Và phần 3. Phần 3 đấy. Phần 3 thì có soste và ga đúng không? Chúng ta đi vào phần soste trước. Soste trong sách ghi là gì đó? Soste. Sách ý nghĩa là gì? Và đúng không? Soste có nghĩa là và. Cái gì đó là cả một cụm câu rồi. Cái đây là cả một câu trước đấy nhá. Đây cả câu số 2, S đặt là S. Được chưa nào? Rồi. Cái gì đó, mình khen cái gì đó và nó thế nào đó. Cùng với tính chất đúng không nào? Thế nào? Ví dụ là ngon xong thì rẻ. Ngon lại còn rẻ. Thế nào? Hay. Có một đúng đọc à? Vietnam Ryori wa oishi desu. Soshite yasui desu. Gì? Món ăn Việt Nam ngon và rẻ. Ngon, món ăn Việt Nam ngon và rẻ. Nhà Nhung đọc câu số 2. Linh sang wa kawaii hito desu. Soshite shinsetsu na hito desu. Bạn Linh thì là một người dễ thương và một người tốt bụng. Là một người dễ thương và là một người tốt bụng. Người tốt bụng. Thế nào? OK, Thúy. Hà Nội wa nigizaka desu. Soshite ooki desu. Hà Nội náo nhiệt và to. Hà Nội náo nhiệt và to. Đấy nhỉ? Náo nhiệt và to. Cuối cùng. Tiến sang wa busai ku desu. Soshite se ga. Cái này chữ se này. Se ga là chọn từ gì nhỉ? Se ga hikui. Hikui là gì?
thấp. Thấp đúng không? Hikui là thấp. Se ga hikui ka, cậu này. Nhớ nhá, khi mà muốn nói ai đó cao nhớ chưa thì sẽ là à, muốn nói ai đó thấp thì dùng từ này. Se ga hikui để anh ấy thấp được chưa nhỉ? Anh Tiến là một người anh Tiến xấu trai, xấu trai và thấp. Anh ấy xấu trai và thấp. Thấp được nước gì? Anh ấy xấu trai và thấp. Được chưa? Xấu và thấp. Anh còn đen đấy chứ. Kuroi desu. Kuroi desu. Kuroi desu. Đúng không? Ok chưa? Hey. Hey. Còn nếu mà muốn nói gì nhỉ? Se ga takai là cao. Cao, cao. Người cao. Tiên sang wa ikemen desu. Soste se ga takai desu. Đẹp trai, đẹp trai. Cao, cao. Đắn tiền đúng không? Okanemochi desu. Được chưa? Hey. Hey. Đây là gì nhỉ? Đây là sơ cấp. Nên lên, lên gì nhỉ? Lên hơi cao cấp một tí đến tầm bài 13 gì đấy chúng ta. 13, 11 mình không nhớ. Nhưng mà gì? Nên đấy chúng ta sẽ học về cách chia là để nói như thế này, nói câu nó ngắn lại đúng không, thay không phải dùng số tệ đi. Ve tơ lam liêu liêu oishiku te yasui desu, nói ngon và rẻ, nó sẽ nói ngắn hơn, không bỏ mất cả desu với số tệ đi, nó sẽ rất là hay hơn, được chưa? Nhưng mà sơ cấp thì chúng ta cứ học ngay đi, không vấn đề gì cả, được chưa? Nói này không không sai mà chuẩn luôn đấy. Ok, rồi tiếp theo ga. Ga. Ga đứng cuối một câu là gì ạ? Nhưng. Nhưng. Được chưa nhỉ? Ok? Hey. Nhưng này nhé. Ê, câu đầu tiên nào? Đúng. Nihon ryori wa oishi desu ga takai desu. Nihon ryori wa oishi desu ga. Hana, oishi desu ga. Oishi desu ga. 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 Ok? Takai desu. Nghĩa là gì đây? Món ăn Nhật Bản ngon nhưng mà đắt. Ừ, ngon nhưng mà đắt. Yeah. Ngược lại đúng không? Hey. Vừa nãy là cùng nhau, cùng cùng tính chất nhưng mà bây giờ là ngược lại rồi. Thế nào? Nhưng mà Hà Nội wa nizaka desu ka? Mecha. Mecha. Achi desu. Ừ, mecha achi desu. Hà Nội thì rất là náo nhiệt và nóng. Ừ, nhưng mà náo nhiệt nhưng mà nóng. Ừ, nhưng mà rất nóng. Ừ. Nhất là nó. Đây là nhưng như chứ. Không phải cứ nhầm với số tệ. Nhưng okay. Mà rất nóng. Ừ, đúng không? Hà Nội náo nhiệt nhưng rất nóng kinh thì được nóng vãi. Nóng vãi. Được chưa? Hai. Ê, có số 3 nè. Hiếu san wa sei ga takai hito desu ga. Busai ku nai hito desu. Ừ. Hiếu là một người cao nhưng mà xấu. Là một người xấu. Ừ. Anh Hiếu là một người rất là cao nhưng mà là một người ấy. Xấu xí. Xấu trai. Xấu trai. Thế nào? Hey. Ok chưa? Hey. Ừ. And that is ne. Nó xong rồi đấy. Tiếp theo này. Để chuyển sang phần 4 để đấy. Đô desu ka? Các đọc đô desu ka? Đô desu ka? Đô desu ka? Đô desu ka? Nó là một danh từ, nó là một danh từ nhỉ? Cái gì đó, đô desu ka? この本はどうですか？どうですか？どうですか？ゾン先生はどうですか？ニュンさんはどうですか？は？今は、でもないだろう。見ないね。どうですか？手取りだ。手取りだ。どうな？は？ OK？ はい。あれは時代。ミンさんはどうですか？いや、ここのミンじゃない。ミンさんはどうですか？面白いです。面白いです。は？で、じゃあ、面白いです。Thú vị, hay biết đúng không? Hay biết. Thế hai người nào? Tú và Nhung à? Nihon ryori wa dou desu ka? Nihon ryori wa oishi desu ka? Takai desu. Oishi desu ka? Takai desu. Thế nhỉ? Hay chúng ta có thể đặt nó là gì nhỉ? Ngon và rất là đẹp. Kiểu người ta bố trí bày rất là đẹp không? Nihon ryori wa oishi desu. Desu. Soshite kirei desu. Soshite kirei desu. Desu. Hai. Ok. Chuyện nào? Chuyện mới cả Nhung nào? Vietnam ryori wa dou desu ka? Vietnam ryori wa oishi desu. Soshite yasui desu. Vietnam ryori wa oishi desu. Soshite yasui desu. Rồi bây giờ thầy sẽ hỏi nhé. Nihongo wa dou desu ka? Nihongo wa kirei desu.
日本語は面白いです。面白いです。日本語どうですか？日本語はあ面白いです。うん、面白いです。な、はい、日本語は面白いです。な、そして好きです。まあ好きな天気やや。好き。好き。うん。まあやったら天気やじゃな。はい。はい。で日本語はどうですか？うん、日本語はどうですか？あ、面白いです。面白いです。うん、いいですね。はい。変わりだね。難しい。日本語はどうですか？日本語は、あまり難しくないです。うん、日本語はあまり難しくないです。簡単です。簡単です。はい、日本語は簡単です。OK？ はい。では、皆さんはもないね。何々は、どんなですね。どんな人、どんな国、どんな料理、どんな部屋、どんな車、はい、どんな部屋、どんな車、ね、いいな、はい、はい、そう、残らないですね。みんさんはどんな人ですか？みんさんは、みんなもぐらい、thứ hai gì nhỉ? Theo văn phong sách vở thì người ta phải thêm omoshiroi đằng sau này sẽ là một danh từ nào đó, chính là danh từ này được chưa? Ý tưởng được chưa? Thì khi mà chúng ta nói thì cần nói omoshiroi desu cũng được, đúng không? Hey. Mình là người như thế nào, đúng không? Ừ, omoshiroi desu, omoshiroi hito desu, được, thế nào? Hai, hai này, nhưng mà tú nào? Hà Nội quá, dona machi desu ka?大きい町です、うん、そして、にぎやか町です、うん、そしてにぎやかな町です、町です、大事な、どんな道、天候どんな道か、何やあれ、この名前は世界的天候、町ですね、ただ、中華線、大きくて、大きいですね、大きくて、にぎやかな街です。はい。じゃあ、皆さんは言わせなくて、出たこと。読むわ、みんな。アイさんは、どんな人ですか？かわいい人ですか？ですが。はい。かわいい人ですが。かわいい人ですが。かわいい人ですが。うん、どうか。施設な人、じゃありません。じゃあ、かわいい人ですが、親切な人じゃありません。わかった。あなたな、ですが、ですが、ですが、ですが、ですが、ですが、人ですが、人ですが、人ですが、人ですが、かわいい人ですが、かわいい人ですが、ですが、ですが、ですが、ですが、ですが、ですが、親切な人じゃありません。親切な人じゃありません。OK? はい。はい。はい、そのな、どれだけなおのは、どれだけなおのは、はい。はい。どこはあいだけなお、英語はあいだけなおね。大丈夫？大丈夫？大丈夫じゃん。はい。一番、あれ、クイークイーのクエスチョンでじゃん。アンソーの情報じゃん。次は、次は、どうだ？ミンさんのカバンは、どれですか？ちっちゃいカバンです。あ、じゃないね。ちゃまんの開けてくれ。小さいって伸びてちっちゃいね。ちっちゃい。小さいですね。小さい。OK。ちっちゃいカバンです。小さいカバンです。小さいカバンです。ちっちゃいカバンです。ちっちゃいカバンです。じゃあ、今、見たルーカー、スーパーに出せない。ちっちゃい。ちっちゃい。じゃあ、メニー。メニーや。今日、やじゃあ、はい、2番。あ、学校の時間な。次に。外国語、バッミン、なんかいな。うん、顔見んなきゃなおね。
là cái cặp nhỏ. Cặp nhỏ ha. Được chưa? Được nhỉ? Ai, Nhung đúng không? À, ha sang no bai ku wa da dare a dare desu ka? Dore. Dore desu ka? À, dore desu ka? Dore desu ka? Aoi baiku desu. Aoi baiku desu. Dore desu ka? Ka ne nya? Ka. 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 Dore desu ka? Dore desu ka? Aoi. Aoi baiku desu. Baiku desu. Được chưa? Hai, cuối cùng. Thế Nhung à? Yamada-san no. Này ra rồi. Dạ. Dạ. Yamada-san. Yamada-san no toke wa dore desu ka? Kuroi no desu. Ừ, vào đây này. Đây có một cái thú vị mình cũng dạy luôn này. Chúng ta gì nhỉ? Sẽ dùng từ no để thay cho gì nhỉ? Thay cho danh từ. Ví dụ kuroi toke desu. Toke. Ok. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nói kuroi no desu. Kuroi no desu. Được chưa? Nói lại câu này xem nào. Thay bằng no. Chichai. Chị hỏi, chị hỏi đấy. Minh san no kaban wa dore desu ka? Chichai no desu. Ừ, chichai no desu. Ok, tiếp. Hao-san. Hao-san no bike wa dore desu ka? Aoi no desu. Aoi no desu. Được chưa nào? Hai. Sensei no bike wa doko desu ka? Dore desu ka? Akai no desu. Được chưa? Thế no. Các bạn nhớ ghi chép vào nhá. Bạn nào thấy nhanh quá thì các bạn nhớ pause màn hình và ghi lại nhé nhá. Ok. Thế nào? Hình như là hết rồi hả? Ồ, hết rồi. Mà tôi mê là tổng hợp lại đúng không? Tổng hợp lại. Tôi mê. Đấy, chúng ta thì có tính từ đuôi y và tính từ đuôi na đúng không nhỉ? Khác nhau một chút là gì nhỉ? Chữ na này bình thường trong câu bình thường nó sẽ không xuất hiện đúng không? Khi mà gì nhỉ? Nó đứng trước một danh từ nào đó thì chữ na này mới xuất hiện. Đúng không? Shinsetsu na hito, đúng không? Hay samui kuni, né? Shinsetsu na niigaka na machi. Đúng không? Hay cách dùng của nó thì này, khẳng định đúng không? Phủ định, phủ định thì khác nhau một tí đúng không? Ghi vấn thì vẫn là desu ka thôi. Được chưa nào? Soste liên từ đúng không? Rồi và đúng không? Nó soste. Soste. Desu ga. Desu ga. Desu ga. Desu ga. Được chưa nào? どう? 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 どうですね? どんなですね? どんな? どれ? どれ? どれですね? じゃあ、はい。はい。では、バイ、スタート、結束を。なので、じゃあ、はい。じゃあ、その前に、じゃあ、バイ4。バイ4、じゃあ、バイ4、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、はい。皆さん。はい。今日はここで終わります。皆さん、今日はありがとうございました。先生、ありがとうございました。はい。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、またね。